Cùng với đẩy nhanh thi công các đoạn đã được bàn giao mặt bằng, hiện nay dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, còn gọi là đường 379 cũng đang được chủ đầu tư và các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị thi công. Đến nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng tỉnh đã phối hợp với các huyện thị xã bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu thi công được khoảng 8 km trên 33,5 km với khối lượng thực hiện dự án ước đạt trên 62 tỷ đồng. Trong đó, huyện Văn Giang 2,1 km, huyện Yên Mỹ 5,9 km, thị xã Mỹ Hào 0,7 km, huyện Văn Lâm 0,5 trên tổng số 3,7 km. Tôi cũng phối hợp rất là tích cực với các huyện trong quá trình triển khai, đã gửi hết cái hồ sơ về trích lục bản đồ thu hồi đất cho các huyện, thị xã để triển khai. Sự vào cuộc của các huyện rất là tích cực. Nếu mà trong năm 2022 mà các huyện bàn giao được đầy đủ mặt bằng thì chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu hoàn thành công trình trong năm 2023. Đối với phần diện tích còn lại, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng tỉnh đã bàn giao hồ sơ trích lục toàn tuyến cho các huyện thị xã. Hiện tại, Ban Quản lý đang phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định các hộ dân bị ảnh hưởng để kiểm kê, đo đạc, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Ông cam kết là ngay sau khi mà được bàn giao mặt bằng là đơn vị thi công sẽ tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để tập trung thi công để đảm bảo cho chất lượng cũng như là tiến độ công trình. Dự án đường tỉnh 379 đoạn qua địa phận huyện Yên Mỹ có tổng chiều dài hơn 19 km. Đến nay, huyện đã bàn giao được 5,9 km mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công. Tại một số xã thị trấn, người dân trong diện phải thu hồi đất cho dự án đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Huyện phấn đấu đến hết tháng 12 năm nay sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Hiện tại quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đang được các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh Hưng Yên chuẩn bị phương án đền bù trên cơ sở tính toán đầy đủ lợi ích của người bị thu hồi đất và người được hưởng lợi từ việc nhà nước thu hồi đất, xác định công tác giải phóng mặt bằng là chìa khóa và cũng là nút thắt ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư của dự án. Do đó, các cấp các ngành và các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giao thông trọng điểm này.